Rồi, đang vô anh em ơi. Dài đường mới xong rồi các bạn ơi. Báo bình. Chạy lại gai vậy đâu mà hứng không bệnh. Tụi nhanh chút chứ nữa hay hứng xỉu. Sao nó hứng kẹp, hàm bự quá bự. Cái hàm nó, cái hàm to mà chạy tốc độ này cũng lên tốc độ rồi. Rồi nhanh rồi phải không? Nhanh rồi, tốc độ này nhanh rồi, đâu chậm. Thằng bên đẩy bự quá, ngày rồi chưa còn nhiều á. Chạy bư việc chạy thấy gì cũng xìu quá. Rồi ra rồi, máy đẹp ghê không. Rồi còn ra vô nữa là muốn xong rồi các bạn ơi. Rồi hậu 500 rất là dài luôn anh em. Cái này động cơ 60 hả? Chưa lên động cơ 70 hả? Động cơ 70 chạy ngựa mực mới gượt chứ bộ. Ừ. Thì hành đến đó, ừ. Chỉ em nhỏ đâu. Này chạy mới gượt à. Được. Tiếng máy xe không? Một xanh à. Rồi còn ra lúc ngoài rồi vô cái đó là gần xong các bạn ơi. Mẹ kéo vô trước các bạn chứ còn cùng xe. Cua hơi khó khăn và chạy dài ngang luôn. Lên lộ chạy như xe các bạn ơi, quá dữ. Rồi có bản gì luôn anh em, cái gì nông sản xuất lúa heo Việt Gáp. Mô hình cánh đồng lớn rồi thì ảnh còn chạy ở trong đảo vô, còn đường ra nó là xong các bạn. Còn đường ra đấy anh em đang vô bên kia xanh lè cắt được, còn chạy đằng kia cắt 10 công nữa gì các bạn ơi. Rồi 1-2 đường nó là muốn xong hết rồi các bạn ơi, thì nó cắt cũng chắc rồi trước mấy chiếc 70 bên bển này cũng còn vài đường nữa anh em thấy không. Rồi bên đây cũng còn, anh em 70 gì cũng còn đó. Thì sáng giờ là nó lại cái đánh vô nó là anh dò lô đấy các bạn. Ở đây thì có 5 chiếc nha anh em, ngoài đồng nhóc ở trên là sư bương đó. Bên sông thì cũng có 5 chiếc, nhưng bên đây thì có 2 chiếc máy bên. Mình quay bên đây mình săn mấy chiếc máy bồn các bạn ơi, nhưng mà không biết bữa nay có cắt không. Tại vì thường mấy chiếc máy bồn cắt cắt nhà không anh em ơi. Mấy ông đó ông cắt nhà không à, với sớm ghiền rồi chơi chơi 1-2 miếng vậy đó các bạn. Rồi đang vô đường cuối cùng đó các bạn ơi. Rồi chạy lên kia cắt đâu 10 công nữa. Hàm rất là to nghe nè, ghê không. Hàm này là hàm dữ à, hàm chế anh em, hàm nối máy chế nhưng mà chạy cái hàm nối anh em, nối bên hông ra thì mấy tắc nữa bằng thước 95 là chạy luôn. Máy thì vẫn còn động cơ vẫn còn 60 nhưng mà không có bựa bọng gì các bạn ơi, động cơ rất là ngon. Rồi người vô anh em, hàm siêu to khổng lồ không. Thì anh chạy rồi, sáng chắc anh chạy được với mấy chiếc máy ở đây nè các bạn. Ở đây cũng còn rất rất, cũng còn mấy đường hay nãy vậy chứ còn đó cũng còn mấy đường các bạn ơi. Nhanh hơn 70. Cái 70 đó thì không có binh bọng gì, chắc cũng chạy binh nhẹ nhẹ, bánh chín nhẹ nhẹ đóng nguyên 2 năm chạy xương rồi vậy anh em. Còn hơn binh vừa vừa ở đây một tắc 2 năm chạy bánh chín nha anh em.
Rồi xong các bạn ơi. Nãy nghe nói còn chạy đặng 10 công nữa vậy kìa. Trong đó hả? Đâu đó vậy á. Đây, 60. Bữa qua bữa trước mình có quay rồi nhưng mà trong lúc đang quay hết pin anh em. Đây hàm nối này ra nè anh em. 1 2 3 gang các bạn, 6 tắc nha anh em. Ước thì chạy ước 95, ước liền. Chỉ có hàm nói bông nói ấy đâu nè. Đây quay tới cái hộp số ở bên các bạn rồi, thì chỗ này nói thì tem này làm liền mà bo không thấy nè, nói đâu khúc trong này nè không có thấy. Đây hộp số làm xéo xẹo các bạn, đưa hộp số ra ngoài chút cho anh em ơi, đưa ra nhưng mà cái bu ly thì vẫn còn đẩy đi quay chỗ cũ bơm mộng nó thì xéo xéo xẹo anh em thấy không. Đó, dây chắn là cái dài dài dây rồi chụp rồi dây 60 đưa các bạn. Bánh nhận được 60, chỉ hàng cái sắt đưa ra ngoài này nè, thấy không nó. Cái sắt đưa ra nè các bạn. Cái sắt đưa ra là cái bánh lên. Rồi mới về cái hộp số ra, về chỉ ra ngoài, hộp số nó mới xéo gì các bạn ơi. Tức 5 tắc. Còn cắt nữa là phủi làm chi? Gần thì nói rồi, đây sắt 5 tắc 51 anh em, sắt này sắt chân ma. Các bạn coi thì máy đang chạy không dám chui sâu sâu nè, cục thắng đưa này làm giờ ra sao chút hay gì làm dài chút anh em ơi, dàn sát cái ấy nè nghe không. Mua ly này thì nhỏ nghe, mua ly này có tắc 2 tắc 2 5 các bạn, thì mua ly nhỏ thì có một số bà hẩm có quay lên thì có một số anh em ngoài Bắc rồi mua ly này nhưng mà mình không gửi ra được anh em ơi, tại mình cũng không có gành ba vụ gửi đồ gửi đạt này đâu. Thì ba cái này ta gửi thường thường gửi ba đầu nhẹ thôi, gửi đầu nặng này nó mất tiền cũng tiền chi phí. Mua ly này là gì đem gì có anh em thì kêu mình mua thì cũng mua nè, ở trong này nhóc cái chơi mà ngoài Bắc thì không có bán gì các bạn ơi, mua ly bạn nó cầm dây nữa anh em. Đây chẳng còn 60, chị Hàm nói làm chân anh em ai quay chi tiết cho anh em coi, bên đây giống kiểu như nhau các bạn ơi. Này cái sắt này là chỗ này là hàng cái sắt đưa ra ngoài chút nha anh em, rồi cái này thì ta về ra cái này cao lên nó hộp số làm sẹo đó anh em thấy không, quay máy mới quay máy cũ hoài. Trời ơi, phần gặp ông kiếm ông quay cũng chết luôn mà lâu lâu mới gặp lần. Rồi đi cắt 10 công nữa gì các bạn ơi. Rồi, có đi cắt 10 công nữa không? Sao nãy nghe nói đi cắt 10 công gì nữa đó mày ơi. Nói bên kia máy không có lính gì đó rồi cho cắt 10 công không cắt 10 công. Lô 3 con điện 2 con cắt. Cái máy mới quay thì quay máy cũ rồi. Trời phải máy cũ máy binh mà, cái máy binh không à. Cái tôi quay máy binh nhiều. Cái này người ta làm cái cục ấy giống tôi quay lên đi trời, cho nó đừng kêu cái hàm như hàm kêu cạch 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 tới ghê vậy. Qua nó lỏng.